Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ và thích giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người. Đây là downtown. Mình đến downtown của San Diego. Thì bây giờ cả nhà mình đi ra chiếc tàu mà sau năm 75 mà người Việt Nam mình tị nạn, thì Mỹ sẽ chở những cái người Việt Nam mình tị nạn qua Mỹ. Bây giờ mình đi bộ qua bên cái lóc đường này là mình ra tới biển, thì mình đi xem nha các bạn. Thank you.
Để get like mua vé, mua ticket xong rồi mình mới vô trong được. Đây là cái cổng mới vô, vô trong cái tàu á các bạn. Lên trên tàu để mình tham quan. Đây nhá, lên tham quan trên này nha. Đi tour đó chứ các bạn, có những cái đoàn á, người ta đi tham quan những cái đoàn. Bây giờ thì mua vé nha, bây giờ mua ticket để vô. Đây mình coi cái giá vé nó bao nhiêu nha. Cái giá vé là 23 đồng nha các bạn. Student là 17 đồng. Đây, cái giá vé bình thường là 23 đồng. Chiếc tàu này chở một cái chiếc trực thăng này, thì thấy cái chiếc trực thăng nó có quá nhỏ bé. Bên đây một chiếc trực thăng, có nghĩa là chiếc tàu này nó bự, chắc chở mấy chục chiếc trực thăng được hết. Đây là một chiếc trực thăng mà nó thấy nó nhỏ bé như thế. Thì wow, rất là nhiều, rất là rộng.
về cái anh lính tứ là cái tượng chứ không phải anh lính tứ gì đó. Làm cái tượng giả lại. Ngon. Thank you. Cái nghề này, cái đây là cái hướng dẫn viên, nếu mà mình muốn người ta hướng dẫn mình, giới thiệu mình những cái gì đó thì mình nhờ, mình kêu người ta help mình. Rất là rộng lớn, cái chiếc tàu này quá lớn, mà đã 50-60 năm về trước. Mà nó lớn như cỡ như thế này thì nó hiện đại như thế này thì bây giờ nó còn hiện đại hơn nữa các bạn. 40-50 năm về trước, 50-60 năm chứ không phải, mà nó đã hiện đại rồi. Này, cái những cái bức ảnh, những cái bức ảnh này những người tị nạn, người Việt của mình không đó các bạn. Hay người Việt không hả chị? Những người Việt Nam mình tị nạn đây. One more mission. The next day. Chị muốn lấy gì được đấy? Lên. Còn những cái hình ảnh này nè, là những cái người tị nạn nè, lúc mà năm 75 đó, người ta chở bằng trực thăng ra sông rồi cho lên cái chiếc tàu này, rồi đẩy cái trực thăng xuống biển luôn. Đây là những cái người Việt mình lúc mà tị nạn đó nha các bạn. Cái này là lúc 30 tháng 4 nè mẹ, đó trực thăng nó chở ra. Nó chở ra xong rồi chiếc trực thăng này đẩy xuống sông xuống biển luôn á mẹ. Không nè, ngày 29 tháng 4 năm 75 nè. The Frost. Tức là nó đẩy trực thăng xuống biển mới chở người thôi. Dạ, đây ngày 29 tháng 4 1975. Đó. Rồi xong đó, sau đó đẩy hết trực thăng xuống biển rồi nó chở người, nó hay ha, công nhận đúng là. Còn nơi đây thì nó còn nhiều những cái chiếc trực thăng hơn ở đằng cái khu hồi nãy nữa. Rất là nhiều đây. Quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Đây là chiếc tàu hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm chở rất là nhiều người Việt mình đi tị nạn sau năm 1975, ngay ngày năm 1975. Thank you.
nơi đây là mô phỏng cách lấy máy bay đó. Bây giờ nó bỏ mình vô cái những cái hộp này rồi nó lắc, có nghĩa là giống như mình nhào lộn lúc mở trên không đó các bạn. Coi mình coi coi mình có chịu nổi không. Có mấy người trong đó đang thử đó, người ta đang ngồi thử để người ta thấy cảm giác như thế nào, để xong rồi người ta mở cái cửa ra cho mình xem thử coi người ta có thấy choáng không. Đây là cái ghế của phi công ngồi lái. Cái ghế này là phi công ngồi lái trực thăng. Mình không cũng không rành cho lắm nữa, mình chỉ nghe người nói lại thôi chứ mình cũng không có biết rõ. Đây đó, người ta vừa mới thử xong đó các bạn ơi, cảm giác thấy cũng ổn ha. Con có muốn thử không? Muốn thử không? Vô đó giống như chơi cảm giác mạnh đó. Đó, lắc. Nếu mà ngồi lên đó để mà thử á, để mà thử cái cảm giác mà lái máy bay như thế nào á, thì 16 đô hai lần ha. Hai người 16 đô một lần. You can't even take your photos. Para correct photos. Where is it back? Trên nóc tàu nhìn xuống biển nha. Bây giờ lên trên nóc. Trưng bày làm di tích lịch sử. Cũng nhiều quá. Đây mình coi trên này cũng nhiều quá. Đây 1, 2, 3, 4, 5, nói chung cũng hơn mười mấy chiếc. Bên đây nữa rất là nhiều. Trên nóc này cũng rất là nhiều chiếc trực thăng nha các bạn. Ở bên kia xa xa cũng có một chiếc. Ở xa xa kia cũng có một cái chiếc tàu lớn á các bạn. Chút thì mình qua bên đó. Wow, rộng quá, xa tuốt đằng kia luôn đó. Các bạn có nhìn thấy không? Rất là nhiều chiếc trực thăng đậu xa đằng mút đằng kia. Để quay xuống với lại cái mặt đất. Đứng trên cao để mình nhìn xuống downtown.
người ta hướng dẫn. Người ta đang hướng dẫn cho. Người ta đang hướng dẫn để cho mình hiểu như thế nào là về lịch sử. This aircraft is like landing on one of the bucket words, like way out here, way, 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 to all the other family members and friends that are in attendance, welcome. Thank you for coming. This is a great day. So I've been to a few retirement ceremonies over the years, and typically the guest speaker stands out in the program, and everyone asks, you know, who's this guy, who's this girl, why are they up there, you know, what's their thing? Some people expect great words to be brought forth, and some people are just like, man, I hope this guy will talk to me because I want to get back to my burrito. I know the program says, you know, who I am, but frankly, that's just for the program, right? We got to have something to take some space in there. I think more importantly than all that, the answer to the question is I'm a friend. A friend who's known the Brito family for almost 20 years. We've watched our children grow up, babysat each other's kids, went to church together, worked a business together, and even hung out at resorts together. See, we have one of those friendships that although we may not see each other all the time, we know that when the phone call is made, Ken and Randy on the USS Decatur. And to my ignorance, there was a policy in place about dangerous. So I go up to the quarterdeck, and at the time, the officer was Commander Alba, Lieutenant Commander Alba at the time. We actually were recruiting together. And I was like, hey, sir, how are you doing, man? Jab on the quarterdeck. They just and we're talking, and he's like, oh yeah, who are you here to see?